Hello mọi người, Ca đây. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Như Ca đã hứa trước đó, Ca sẽ làm một clip Q&A hỏi và đáp cùng mọi người. Ủa, gì vậy? Ca xin lỗi mọi người trước, vì trước đây cũng có hứa làm clip này mà tự nhiên đột ngột Ca dừng việc làm YouTube một thời gian dài thòng lòn luôn. Nay Ca sẽ thực hiện lời hứa mà trước đó Ca đã hứa mà chưa thực hiện được. Bây giờ làm nha. Rồi, thì sau khi lập được cái tút được 3 ngày 4 ngày chứ nhờ, thì nhận được một vài câu hỏi từ mọi người. Giờ Ca sẽ trả lời từng bạn từng câu trước nha. Trước tiên là bạn Harrier. Ây à, một câu hỏi một lần thôi chứ ta, ăn gian quá ta. 3 câu luôn ạ. Bắt đầu. 1. Anh đến với Play Together vì điều gì và ai để giới thiệu cho anh? Ban đầu thì Ca được một người bạn cũ rủ chơi. Bạn cũ nha. Trước đây thì Ca từng không thích cái tựa game này vì nhìn nó hơi đơn điệu, với cả nó hơi trẻ con á, hơi quá so với lứa tuổi của Ca. Chứ cả Ca cũng không phải là một người thích chơi game. Có bé Lũng á, Lũng là em ruột Ca. Một số bạn theo dõi Ca từ trước thì chắc cũng biết tới Lũng rồi ha. Ca cũng được nhiều người biết đến sau cái series Hảo Em Gái á. Thì trước Lũng chơi game này trước. Rồi Ca thường xuyên nói Lũng là suốt ngày chơi mấy game bớ va bớ vẩn. Lúc đó Ca còn chơi Liên Quân kìa. Xong cái sau này bạn Ca rủ chơi, rồi vô tình Ca ghiền. Thế là suốt ngày Ca câu cá, xóa Liên Quân luôn. Ngoài giờ đi làm ra thì ở nhà câu cá, mà giấu đâu cho Lũng biết đâu. Cái vô tình một ngày nọ, Ca lén vô toilet câu cá mà quên tắt tiếng game. Thế là mọi chuyện đổ vỡ. Nó cười ùa lên rồi chọc Ca suốt. Những gì mà ngày trước Ca chọc nó, mấy câu nói mà ngày trước Ca chọc nó, thì bây giờ ngày nào nó cũng chọc Ca lại mà với một cái giọng điệu khác. Ngày ám ảnh thiệt sự. Ca thích Mika hay chị Tiêu? Chị Tiêu là một người chị đi trước của Ca. Chị Tiêu rủ Ca làm tiếng phim Su Su Đừng Khóc trong vai Long, do giọng Ca khá hợp với lại tính cách của nhân vật á. Còn Mika thì điên khùng. Mẹ Ca có trước nha. Tại vì ký ức của Ca thì là mỗi lần mẹ Ca đi chợ về mua gà về, chứ cái lúc mà Ca xuất hiện thì hai con đó nó cả trứng và gà đều đã có rồi, cho nên cái gì có trước Ca không biết. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Sashimi. Ngày đầu tiên anh chơi Play Together là ngày bao nhiêu ạ? Ngày đầu tiên anh chơi Play Together là tầm tháng 4 của năm 2021. Anh chơi được gần một tháng cái anh bỏ, cho tới lúc gặp chị Tiêu á. Gặp chị Tiêu hồi Tết năm 2022. Lâu quá rồi cho nên cụ thể ngày nào thì Ca cũng không nhớ nữa. Anh Ca idol gamer nào trong Play Together á? Idol của anh trong game này thì anh cũng không biết. Tại vì anh cũng chưa biết gì về cộng đồng người chơi game này. Cho đến khi biết chị Tiêu thì anh cũng chỉ biết lồng tiếng cho phim. Rồi dần dần về sau mới đi sâu, rồi đi bắt đầu công việc sáng tạo nội dung về game. Chủ yếu là hài ngắn. Mà mục tiêu lớn nhất của Ca là làm gì đó vui vui cho mọi người coi, giải trí cùng mọi người, chứ chưa nghĩ tới việc phát triển. Cho nên cũng không có tìm hiểu gì nhiều về các idol khác. Nếu mà nói về idol á, thì chắc là chị Tiêu. Ca thật sự nể cái khả năng biên soạn cũng như là quay và dựng của chị, với cái cách mà chị kiểm soát bộ phim á. Nói chung nhiều lắm. Anh thấy xui xẻo, may mắn về việc gì nhất trong Play Together á? Nói về xui xẻo và may mắn trong game thì anh không có. Tại vì anh chơi game cũng ít khi chăm chút về bản thân cũng như nhân vật trong game, hay là quá quan trọng gì về vật phẩm trong game, không có đua đòi á. Nhưng mà từ khi anh bắt đầu chơi game á, và làm clip cho mọi người coi, thì may mắn ngay từ đầu của anh là đã được mọi người ủng hộ hết mình. Mọi người luôn theo dõi từng clip của Ca ngay từ những ngày đầu tiên. Rất cảm ơn mọi người luôn. Xui xẻo là Ca không nắm bắt cái cơ hội đó mà lại bỏ lơ một thời gian dài vì vấn đề công việc bên ngoài. Nhưng chắc chắn Ca sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa đâu. Tiếp, bạn Trang. Ây à, lại một số câu hỏi nữa rồi. Hỏi một câu thôi. Ca có người yêu chưa? Ca chưa có người yêu nha. Ca năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh năm bao nhiêu? Ca sinh năm 1998, tức là 24 tuổi. Tại sao anh lại đặt tên là Ca? Tên Ca là do từ thời đi học anh đam mê âm nhạc á, rồi anh dùng cái tên Ca làm rap name của anh luôn. Đến mãi về sau này thì mọi người đều gọi anh bằng cái tên đó thay vì cái tên thiệt của anh. Riết quên luôn tên thiệt luôn ạ. Ca là viết tắt của chữ Kid, A là viết tắt của Alon. Tên đó anh lấy từ năm 2013, kiểu như là cậu bé cô đơn các kiểu. Hồi đó trẻ trâu lắm. Ca có chơi TikTok nha. TikTok của Ca là Ca Kiệt Cục 98, viết liền không giấu. Nhớ follow cho anh nha. Tiếp theo là câu hỏi của bạn He He. Điều mà Ca muốn nói với người yêu quý nhất của Ca là gì ạ? Đây là một câu hỏi mà Ca cảm thấy là hay nhất. Có thể là bạn đó cũng chỉ hỏi một câu hỏi bình thường, đơn giản. Mọi người cũng thấy nó có vẻ đơn giản. Mọi người có thể suy nghĩ nó theo một cái chiều hướng khác. Nhưng với Ca thì đây là một câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý của Ca ngay lúc này. Ca là một người vốn rất là lạnh nhạt với gia đình. Ca cũng có tình cảm nhưng mà Ca ít thể hiện ra ngoài. Nói chính xác hơn là Ca không biết phải thể hiện nó như thế nào hết.
với gia đình thì Ca giống như là một cục đá biết đi vậy. Nên cũng chưa bao giờ nói được những cái lời nào hay hay là ngon ngọt tình cảm với gia đình, nhất là với ba mẹ của Ca. Suốt ngày Ca lu bu ngoài đường vì công việc của Ca. Nghe có vẻ một người con tệ đúng không? Đúng á. Vì ngay từ nhỏ thì Ca đã có cái bản tính là ngay từ nhỏ Ca đã có bản tính khá trầm và khô cứng. Cho nên mọi người đừng học theo Ca cái tính này nha. Ngay từ bây giờ, mọi người còn nhỏ mà có cái tính đó thì nên thay đổi ngay, để khi trưởng thành như Ca sẽ hối hận á. Nếu mà ai đang gặp cái trường hợp giống như Ca, đang có cái tính mà ngại bày tỏ cảm xúc với người nhà, thì nên thay đổi ngay, ngay bây giờ chạy ra ôm ba mẹ mình với một cái ôm thiệt chặt, hét to lên, ôm gia đình, ôm ba mẹ mình rồi hét to lên, con yêu mọi người. Đó cũng là điều mà Ca muốn làm và muốn nói ngay lúc này đối với gia đình của mình. Nhất định là con sẽ thành công trên con đường mà con chọn, trên chính đam mê của con, ba mẹ yên tâm. Rất cảm ơn các bạn He He đã đặt câu hỏi này nha. Cảm ơn em. Câu hỏi hay lắm. Tiếp đến nữa là bạn Mia YouTube Play Together. Em quay chung với Ca được không vậy? Chừng nào Ca có bồ? Sao Ca quen được chị Tiêu vậy? Nếu có cơ hội thì và anh có kịch bản rõ ràng hay á, thì anh sẽ rủ mọi người, mời mọi người, chủ động mời mọi người để quay chung. Chính xác hơn là để mọi người tham gia cùng clip với Ca. Chừng nào Ca có bồ á, cái này Ca cũng chưa biết. Hiểu giờ công việc bên ngoài với lại YouTube á, công việc nào cũng chiếm nhiều thời gian hết trơn á. Về soạn nội dung rồi quay cũng gần hết ngày rồi. Rồi Ca cũng muốn like đều cho mọi người xem nữa. Dù lượt view vỏn vẹn chỉ 5-10 bạn trên một buổi like, nhưng mà Ca không cảm thấy nản gì điều đó nha. Tại vì ai cũng ủng hộ Ca hết. Cảm giác vui nhất là khi vừa bật like lên, mọi người đã thay phiên nhau vô chào Ca. Hi Ca, hi anh Ca. Cảm giác rất vui lắm. Ca không muốn ngưng bữa nào hết, trừ khi quá bận. Vì thời gian chiếm quá nhiều nên việc có người yêu cũng là một cái gì đó nó khá là khó. Ca cũng chưa nghĩ về việc đó, hay cũng có thể nói là cả ế. Ế. Ca vậy ai thèm yêu mọi người ha. Ca quen chị Tiêu vào ngày mùng 1 Tết âm lịch trong một buổi đi núi. Ca được chị của chị Tiêu rủ đi núi chung. Ca đi chụp hình, chủ yếu là đi chụp hình với lại đi chơi thôi. Rồi vô tình chị Tiêu cũng đi chung với lại chị của chị Tiêu. Cái đêm hôm đó cắm trại trên đỉnh núi, rồi chơi ma sói tới đâu 2 giờ sáng á. Chị Tiêu làm quản trò hơi bị cuốn á nha. Xong về nhà một thời gian thì Ca có xin được info của chị Tiêu. Ca chủ động xin info trước, xin qua chị của chị Tiêu đó. Tìm chị Tiêu xinh quá, để gửi hình qua cho chị Tiêu. Xong rồi chị Tiêu mới rủ Ca lồng tiếng phim Su Su Đừng Khóc, bắt đầu từ tập 3. Và câu chuyện cũng bắt đầu từ đó luôn đó. Ca tính có bao nhiêu đứa con? Ca có định yêu chị Ca không? Ca có BD không Ca? Ca có định quay lại với người yêu cũ không? Ca từ nhỏ có giàu không ạ? Ca chưa có người yêu cho nên cái câu này thì nó hơi không biết trả lời sao ha. Nào Ca có vợ tính sao ha? Ca có định yêu chị Ca không là sao? Ca có BD không? Ca không BD nha, chắc chắn điều đó là không rồi. Chuyện quay lại với người yêu cũ thì đó là quan điểm của mỗi người thôi, còn tùy vào duyên có hợp với nhau hay không nữa. Từ nhỏ Ca có giàu không? Chứ giờ Ca có giàu đâu. Từ nhỏ Ca lớn lên trong gia đình làm thuê bình thường à. Ba Ca làm hồ, mẹ Ca làm công nhân. Ca nể ba mẹ Ca từ hai bàn tay trắng đi lên tới giờ. Lúc nhỏ thì nhà Ca chỉ canh nhà canh đất cho chủ để có chỗ ở thôi, chứ trước gia đình Ca làm gì có nhà để ở. Chừng nào Ca có bồ? Có phải bà Mika không? Tên thật là gì? Úi trời ơi, em toàn gì? Úi trời ơi, toàn câu em không biết. Nào Ca có bồ thì Ca trả lời câu hỏi phía trên này nha. Mika không phải bồ Ca nha. Cứ rớt rồi. Bông và Mon à. Bông và Mon thì anh trả lời chung nha. Anh trả lời chung hai bạn này một lúc nha. Anh tên thiệt là Phạm Quốc Lập nha. Phạm Quốc Lập. Thật ra anh đâu có giấu tên đâu. Trước anh show tên hoài ấy chứ, mà có ai thấy đâu. Cái giờ mọi người tò mò cho nên anh để làm bí mật cho vui á mà. Mini game cho fan hả? Anh chưa biết cách thức làm, cũng như là không biết phải làm mini game sao, làm như thế nào, rồi phần thưởng ra sao á. Có gì hai em gợi ý cho anh đi. Tiếp theo là của bạn H và P Vlog. Ca tên là Phạm Quốc Lập, năm nay 24 tuổi. Rồi, hết câu hỏi rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Ca, và hẹn gặp mọi người ở chuyên mục Q&A lần sau á. Ca thích làm cái này ghê á, mà mọi người hỏi ít quá à. Lịch livestream của Ca thì thường Ca sẽ live ở YouTube và TikTok. K1 thì từ 7 giờ tới 7 giờ 30, K2 thì từ 7 giờ 30 tới 10 giờ, K3 thì từ 10 giờ tới lúc đi ngủ. Đó, mỗi ca thì sẽ là một chủ đề hoặc là một game khác nhau. Cứ thứ 7 hàng tuần sẽ có một buổi tâm sự cùng với mọi người ở K2 và K3 của buổi thứ 7. Tùy
nhưng mà chắc chắn sẽ có. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của Ca trong suốt thời gian qua và nhớ ủng hộ kênh Ca nữa nha. Ai chưa like hay là chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký nha. Đừng có quên bấm vô cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận thêm thông báo khi mà Ca có video mới. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.